Mấy mã nhỏ chú xây đó. Hồi đó ông nội không có xây mà chú ra chú xây, chú mò ra chú xây đó, có đôi dép đó. À, dạ. Của cái người thứ 12 với 13 đó. Dạ. Ở nó chết, chết còn nhỏ ông nội không có xây. Chết là 1 tuổi rồi. Có 3 cái mã là chú mò lên chú xây đó. Với cái người thứ 7. Người dùng mùa thước. Lên cái đó giống như một cái đền nữa được không chú? Thì bây giờ đang làm ranh xong rồi mới bắt đầu tính ở trong được. Trước hết là phải giải quyết vấn đề ranh, cho xây lên nặng. Người ta xây rồi thì mới ló cái ranh của mình ra, rồi lúc đó mình mới làm. Còn ông Nhân thì làm giám đốc cầu đường thì cho vay công trình gì đó, biết rồi giờ bị đuổi rồi. À, quên phải hỏi chị cho thấy có không có ra. Cái trụ này là cái trụ đất của đất của mấy thằng mình đáng ra là sang bên này thì
làm bên đoàn quân là nó lấn lấn sang lợi dụng xe cũng đèn. Đất xe phía nào đây? Đất xe phía này hay thế này? Đây là mép á. Ông ra đi, ông cấp đâu rồi? Đâu? Em mới rồi đâu anh không? Nó ra để nó còn giúp được nó làm chứ.